Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Chương 4. Polymer và vật liệu polymer. Qua chương này, các em sẽ được biết một số vấn đề chung về polymer, khái niệm, phân loại, cấu trúc. Các phản ứng tổng hợp polymer, một số khái niệm chung về vật liệu polymer như chất dẻo, cao su, tơ sợi, keo dán. Bài 13. Đại cương về polymer. Qua bài này, các em sẽ biết khái niệm, phân loại, đặc điểm cấu tạo và tính chất của polymer. Hiểu thế nào là phản ứng trùng hợp và trùng ngưng. Một, La Mã, khái niệm. Polymer là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở, gọi là mắt xích, liên kết với nhau tạo nên. Thí dụ, polyethylene. Nối đơn, mở ngoặc. CH2, nối đơn, CH2, nối đơn, đóng ngoặc N lần. Ni lông, 6. Nối đơn, mở ngoặc. NH, mở móc vuông, CH2 đóng móc vuông 5 lần, nối đơn, CO, nối đơn, đóng móc, N lần. Hệ số N được gọi là hệ số polymer hóa hay độ polymer hóa. N càng lớn, phân tử khối của polymer càng cao. Các phân tử như CH2 nối đôi CH2, H2N mở móc vuông, CH2 đóng móc vuông 5 lần, COOH, vân vân. Phản ứng với nhau để tạo nên polymer gọi là monomer. Thứ nhất, tên của polymer được cấu tạo bằng cách ghép từ poly trước tên monomer. Nếu tên của monomer gồm hai cụm từ trở lên được đặt trong dấu ngoặc đơn, thí dụ polyethylene, nối đơn mở ngoặc, CH2, nối đơn, CH2, nối đơn đóng ngoặc N lần. Poly hay còn gọi là vinyl chlorua là nối đơn, mở ngoặc, CH2, nối đơn, CHCl, nối đơn, đóng ngoặc N lần. Một số polymer có tên riêng hay còn gọi là tên thông thường, thí dụ, Teflon. Công thức, nối đơn, mở ngoặc, CF2, nối đơn, CF2, nối đơn, đóng ngoặc N lần. Ni lông 6 có công thức, nối đơn, mở ngoặc, NH, nối đơn, mở móc vuông, CH2, đóng móc vuông 5 lần, nối đơn, CO, nối đơn, đóng ngoặc N lần. Cellulose có công thức, mở ngoặc, C6H10O5, đóng ngoặc N lần. Thứ hai, các polymer được phân loại dựa theo nguồn gốc, polymer tổng hợp, do con người tổng hợp, thí dụ polyethylene. Polymer thiên nhiên là polymer có sẵn trong thiên nhiên, thí dụ như tinh bột. Và polymer bán tổng hợp, tức là polymer thiên nhiên được chế biến một phần, thí dụ tơ visco. Các polymer tổng hợp lại được phân loại theo phương pháp tổng hợp. Polymer trùng hợp được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp, thí dụ polypropylene, và polymer trùng ngưng được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng, thí dụ ni lông 6 6. Hai, La Mã, đặc điểm cấu trúc. Các mắt xích của polymer có thể nối với nhau thành mạch không nhánh, hình 4.1a, như amylose, vân vân. Mạch phân nhánh hình 4.1b như amylopectin, glycogen, vân vân. Và mạch mạng không gian hình 4.1c như cao su lưu hóa, nhựa, bakelit, vân vân. Ba, La Mã, tính chất vật lý. Hầu hết polymer là những chất rắn không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định mà nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ khá rộng. Khi nóng chảy, đa số polymer cho chất lỏng nhớt để nguội sẽ rắn lại, gọi là chất nhiệt dẻo. Một số polymer không nóng chảy khi đun mà bị phân hủy, gọi là chất nhiệt rắn.
Đa số polymer không tan trong các dung môi thông thường, một số tan được trong dung môi thích hợp cho dung dịch nhớt, thí dụ polybutadien tan trong benzen, vân vân. Nhiều polymer có tính dẻo như polyethylene, polypropylene, vân vân. Một số có tính đàn hồi như polybutadien, polyisoprene, vân vân. Một số có thể kéo thành sợi dai, bền như nylon 6, cellulose, vân vân. Có polymer trong suốt mà không giòn như polymethyl methacrylate. Nhiều polymer có tính cách điện, cách nhiệt như polyethylene, polyvinyl chloride, vân vân, hoặc bán dẫn như polyaniline, polythiophene, vân vân. Bốn la mã, tính chất hóa học. Polymer có những phản ứng phân cách mạch, giữ nguyên mạch và phát triển mạch carbon. 1. Phản ứng phân cách mạch polymer. Polymer có nhóm chức trong mạch dễ bị phân hủy, thí dụ như tinh bột, cellulose bị thủy phân thành glucose, polyamide, polypeptide bị thủy phân thành amino acid, vân vân. Polymer trùng hợp bị nhiệt phân ở nhiệt độ thích hợp thành các đoạn ngắn, cuối cùng thành monomer ban đầu. Phản ứng nhiệt phân polymer thành các monomer được gọi là phản ứng giải trùng hợp hay là phản ứng depolymer hóa. Thí dụ, polystyrene dưới 300 độ sẽ chuyển thành styrene. Một số polymer bị oxy hóa cắt mạch. 2. Phản ứng giữ nguyên mạch polymer. Những polymer có liên kết đôi trong mạch hoặc nhóm chức ngoại mạch có thể tham gia các phản ứng đặc trưng của liên kết đôi và của nhóm chức đó. Thí dụ, polyisoprene sẽ cho ra polyisoprene hydrochlor hóa. 3. Phản ứng tăng mạch polymer. Khi có điều kiện thích hợp như nhiệt độ, chất xúc tác, vân vân, các mạch polymer có thể nối với nhau thành mạch dài hơn hoặc thành mạng lưới, chẳng hạn như phản ứng lưu hóa chuyển cao su thành cao su lưu hóa, chuyển nhựa rezone thành nhựa resist, vân vân. Trong công nghệ, phản ứng nối các mạch polymer với nhau tạo thành mạng không gian được gọi là phản ứng khâu mạch polymer. 5 la mã, phương pháp điều chế. Polymer thường được điều chế theo hai loại phản ứng là trùng hợp và trùng ngưng. 1. Phản ứng trùng hợp. Trong những điều kiện thích hợp, các hợp chất có liên kết đôi như CH2 nối đôi CH2, CH2 nối đôi CH nối đơn CL, vân vân, kết hợp với nhau tạo ra polymer là nối đơn mở ngoặc CH2 nối đơn CH2 nối đơn đóng ngoặc N lần, hoặc nối đơn mở ngoặc CH2 nối đơn CHCl nối đơn đóng ngoặc N lần, vân vân. Các phản ứng này thuộc loại phản ứng trùng hợp. Vậy, trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ, monomer, giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn, polymer. Điều kiện cần về cấu tạo của monomer tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội như CH2 nối đôi CH2, CH2 nối đôi CHC6H5, CH2 nối đôi CH nối đơn CH nối đôi CH2, vân vân. Hoặc là vòng kém bền có thể mở ra. Ví dụ, vinyl chloride dưới tác dụng của xúc tác, nhiệt độ, áp suất sẽ cho ra polyvinyl chloride. 2. Phản ứng trùng ngưng. Khi đun nóng các phân tử axit omega amino caproic kết hợp với nhau tạo ra polycaproamide và giải phóng những phân tử nước. Khi đun nóng hỗn hợp axit tereftalic và ethylene glycol thu được polyethylene tereftalat, đồng thời giải phóng những phân tử nước. Phương trình phản ứng NHOOC nối đơn C6H4 nối đơn COOH cộng NHOCH2 nối đơn CH2OH dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra nối đơn mở ngoặc CO nối đơn C6H4 nối đơn
CO nối đơn, O C2H4 nối đơn, O nối đơn đóng ngoặc N lần, cộng 2NH2O. Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng trùng ngưng. Vậy, trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ, monomer, thành phân tử lớn, polymer, đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác, thí dụ như H2O. Nói cách khác, đó là quá trình ngưng tụ nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn. Điều kiện cần về cấu tạo của monomer tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng. Thí dụ như các monomer ở phản ứng trên là HOOC nối đơn, C6H4 nối đơn, COOH hoặc HO nối đơn, CH2 nối đơn, CH2 nối đơn, OH. 6 la mã ứng dụng. Polymer có nhiều ứng dụng như làm các vật liệu polymer phục vụ cho sản xuất và đời sống, chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán. Xem bài 14. Bài tập 1. Cho các polymer như polyethylene, cellulose, polypeptide, tinh bột, nilon 6, nilon 66, polybutadiene. Dãy các polymer tổng hợp là A. Polyethylene, cellulose, nilon 6, nilon 66. B. Polyethylene, polybutadiene, nilon 6, nilon 66. C. Polyethylene, tinh bột, nilon 6, nilon 66. D. Polyethylene, nilon 66, cellulose. 2. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? A. Polyvinyl chloride. B. Polysaccharide. C. Protein. D. Nilon 66. 3. Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt phản ứng monomer và phân tử khối của polymer so với monomer, lấy thí dụ minh họa. 4. Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polymer hóa các monomer sau. A. CH3 nối đơn CH nối đôi CH2. B. CH2 nối đôi CCl nối đơn CH nối đôi CH2. C. CH2 nối đôi C mở ngoặc CH3 đóng ngoặc nối đơn CH nối đôi CH2. D. CH2OH nối đơn CH2OH và M nối đơn C6H4 mở ngoặc COOH đóng ngoặc 2. Đây là axit isophthalic. E. NH2 nối đơn mở móc vuông CH2 đóng móc vuông 10 lần COOH. 5. Từ các sản phẩm hóa dầu C6H6 và CH2 nối đôi CH2 có thể tổng hợp được polystyrene, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết. 6. Hệ số polymer hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polymer hóa được không? Tính hệ số polymer hóa của PE, PVC và cellulose, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420.000, 250.000 và 1.620.000. Tư liệu phản ứng trùng cộng hợp. Phản ứng trùng cộng hợp là một trong các phản ứng điều chế polymer. Phản ứng trùng cộng hợp là phản ứng cộng hợp liên tiếp các monomer lại với nhau thành polymer. Điều kiện cần là các monomer phải có hai nhóm chức cộng hợp được với nhau. Polymer trùng cộng hợp có nhiều ứng dụng làm chất dẻo xốp, cao su, pha sơn, keo dán. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.